ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនាំយកបង្អែមមួយមុខទៀតឲ្យដើម្បីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនណាបង្អែមនេះរាងប្លែកបន្តិចចានេះគឺជាបង្អែមបបរពោតសាច់ដូងខ្ចីអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់ដឹងថានាងខ្ញុំធ្វើបែបម៉េចសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនាពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន ចា៎ហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំនឹងត្រូវយកមកធ្វើជាបង្អែមបបរពោតរបស់នាងខ្ញុំគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះបងប្អូនចាំមានដូចជាសាច់ដូងខ្ចីចំនួន 2 ខាំខ្ទិះដូងចំនួន 500 មីលីលីត្រស្ករសចំនួន 2 ខាំរួមនឹងគ្រាប់សាគូដែលត្រាំទឹករួចរីកបែបនេះចំនួន 1 ក្តាប់ដៃធំហើយនេះគឺជាពោតចំនួនកន្លះគីឡូពោតនេះបងប្អូនយកពោតស្ងោរហើយក៏បានតែនាងខ្ញុំប្រើពោតកំប៉ុងណា ចាំអញ្ចឹងឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅហើយចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះដូងចូលចំនួន 500 មីលីលីត្រ ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីដាំឲ្យរៀងពុះបន្តិចដាក់ខ្ទិះដូងហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមទឹកចំនួន 200 មីលីលីត្រ ដើម្បីកុំឲ្យខាប់ពេកចា ចាំអញ្ចឹងខ្ទិះដូងរបស់នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្តៅពុះប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំដាក់អំបិលចូលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ ចាហើយចំពោះការដាំខ្ទិះដូងនេះបងប្អូនបន្ថយភ្លើងផងកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកអាចនឹងផុលខ្ទិះដូងយើងឡើង ចាឥឡូវនឹងខ្ញុំបន្ថែមស្ករសចូលចំនួន 2 ខាំចំពោះស្ករសបងប្អូនថែមថយទៅតាមការចូលចិត្តណា ចាបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំដាក់គ្រាប់សាគូដែលបានត្រាំរីករួចចូល បងប្អូនត្រាំឲ្យរីកមកដើម្បីពេលដែលយើងដាំទៅវាឆាប់ឆ្អិនណាហើយល្អថែមទៀតផង ចាក្រោយពីដាក់គ្រាប់សាគូចូលទៅក្នុងខ្ទិះដូងហើយនាងខ្ញុំធ្វើការកូរគ្រាប់សាគូនាងខ្ញុំឲ្យសព្វរួចហើយនាងខ្ញុំធ្វើការដាំគ្រាប់សាគូរបស់នាងខ្ញុំដោយការកូរបែបនេះរហូតទាល់តែឆ្អិនទើបបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗចូលទៀតចានេះឯងបងប្អូនឥឡូវឃើញថាគ្រាប់សាគូនាងខ្ញុំបានឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមពោតចូលចានេះគឺជាពោតចំនួនកន្លះគីឡូគឺនាងខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទា
sọc chỉ là bài tài mùi cho tôi không thích đúng chứ mùi nâng crop sạc cua bằng những nhóm rồi hốt tôi thích ăn bằng tích sân á bằng những nhóm đã sạch đông chạy chôl chai lời khơi ta nên khi nhóm rồng ngọt bột cho mùi nâng crop sạc cua nâng cứ bàn chân bên này nên khi nhóm chập đam đã sạch đông chạy chôl tại mà đóng nước bề đài bông bồn đã sạch đồn chạy chỗ bạn đi hái bông bồn thuốc cao đồng ngò toa tại tuần bàn được chật chẳng bán chạm bông bồn bật phương tại khi nông ca đám bông bồn cũng đã phương thăng bị đã phương là mồm bông bồn đậm bầy cũng ai bò bò bột đường khao hay trong bộ bò bột đi bông bồn pra tập thòm đá của bàn tại nên khi chỗ chật tị đốn chẳng hái tượng nên khi ông dọc tị đốn nước một đầm chia bò bò bột bò nên khi ông tham đồn á chan chăng lâu bà 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 nên nhóm cứ bàn đi rồi hay nên nhóm đua đã chan ở bởi bằng hành chung bông bồn hay chung bố cửa xóm cứ là mồm chẳng anh ta mà đông mình bà em bếc mình xa bếc tại bà xanh bà bông bồn mình chô chật cửa xóm đội nên nhóm bông bồn ai thay thôi thay tam ca chô chật tiệt bán á bông bồn cha nị ai bông bồn bà bà bồn đồ miền đu chết chung ngôi chung anh nhờ bà nên nhóm á chan đi kê hai tha bà bà bồn sạch đồn chày play tới bông bồn hai đôi chuyện vẫn cứ chừng anh khăng mền tèn nhưng khi em sang khâm thả bông bồn nâng chôn chật nơi video mới nè cha bông bồn nơi bề đầu bông bồn đua bằng em nơi pizza bông bồn complete bằng time nơi tì đồn bị lừa time tiệt á đầm bay ao bằng em mười một ní căn tại miền đôi chuyện chừng ngôi hai nâng chừng anh bằng time tiệt cha nên khi em sang khâm thả bông bồn nâng pin chật nơi video mới nè chừng bông bồn complete xả là bông cho room thưa tới tuổi tiền tầng ở khnê na bông bồn hay chấm bùa cơm xóm đôi những chấm ban chấm riệp chun bông bồn chừng cứ bông bồn ai thái mới được thoi tới tam ca chồ chật bỏ bông bồn bán á present bông bồn mình chồ chật bãi bông bồn ai thoi score cha bông bồn chồ chật bãi chính đi cứ bông bồn ai bàn time score chừng chấm bùa đôi chuyện đi cứ là mồm chừng anh xem rạp những khi nhóm á những khi nhóm bằng hai chun bông bồn cơm xóm nó cứ là mồm tai mặt đòn tai xem rạp ca chồ chật bông bồn ai tới tuổi tiền không pin những khi nhóm chừng bông bồn time thoi tới tam ca chồ chật bỏ riêng khuôn chẳng á bông bồn cha chương là video này cứ mình tập nâng tay, xem rạp bằng hai chun bông bồn không ngày này á, nên khi em xem ở con đó bông bồn là cả tam đan tu sanh bị đam rồi hốt mà đòi chập, không cần áp bên này, nên khi em xem ở con xem group chung điệp địa bông bồn tại trong panasen, chụp nên khi nhóm là cả cào tiệt, ở con chung điệp địa.